cũng lãng mạn là chặt đầu á, đem gửi về Việt Nam á. Đúng chưa? Rồi. Anh cứ đánh vào chữ Việt Khang là anh coi thôi. Việt Khang là có mấy bài này thôi. Anh muốn lên YouTube không? Anh cần cái này anh tới chuyện này anh đưa lên YouTube. Đưa lên, tôi đâu có sợ đâu mẹ. Tôi thu hưởng sản mà, tôi đâu có sợ nó đâu. Anh đọc đi rồi đưa lên YouTube. Đây nè, mẹ quay cho tôi đi. Đây nè. Hỏi nó là tôi là Robert Trump này nè. Rồi rồi, cầm rõ nè, cầm rõ nè. Cầm rõ nè, để dung nè. Nói mấy cộng sản lập dung lãng mạn là chặt đầu á, đem gửi về Việt Nam á. Đúng chưa? Rồi. Đó, tụi không có sợ tôi. Tụi không có về Việt Nam đâu. Tụi bác khi nào mà tụi nó tiêu diệt tụi nó tôi mới về. Được, ban được,
cổ thịt miệng. Lực an ninh mạng là lực gì đồng bào? Bóp cổ thịt miệng. Bóp cổ thịt miệng. Lực an ninh mạng là lực gì đồng bào? Bóp cổ thịt miệng. Bóp cổ thịt miệng. Chơi là chơi vậy đó, chơi như các bạn quảng cáo luôn. Mà coi như 24 trên 24 luôn chứ đâu phải đêm buổi tối chạy ngang. Tối chạy ngang rồi nhìn thấy luôn. Dạ. Ở đây ảnh đến lễ 34 đến ngày du lịch á, ảnh dân mấy cái tờ. Dân cờ là tùm lum luôn. Dạ. Còn cái này là sáng đêm 24 trên 24 luôn. Sao mà đồng bào mình có miếng tay đó, được ăn chỗ rồi, ok lắm. Ủa, vậy hả? Chứ mình đi đứng qua, anh khoảng qua rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là của tư nhân người ta tự người ta làm. Thêm thêm cái này đó, thêm cái này mình đó. Dạ. Cái này cũng là thích quảng cáo. Dạ. 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 Đây là... Đó, chú bạn là... Dán là bôi con của em á. Đó. Cầm một xíu. Không mua đồ chung cộng xài đồ Mỹ, tạo ra việc làm đồ Mỹ, tạo ra này không mua là mua đồ của Mỹ nè, rồi là coi như là tạo ra được những cái công ăn việc làm cho Mỹ nè. Boycott China. No. Dạ. Say no, but in China.